Cơ quan chức năng tại Hà Nội vừa phối hợp kiểm tra và thu giữ hai lô hàng gần 3.000 que test nhanh COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá trị hai lô hàng gần 130 triệu đồng. Tối 1 tháng 3, lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô dừng đỗ chờ giao hàng. Phát hiện trên xe có 1.950 que test nhanh kháng nguyên COVID-19. Bao bì có nhãn chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Trị giá lô hàng hóa vi phạm là gần 100 triệu đồng. Chủ sở hữu lô hàng hóa trên là bà Hà Thu Hường. Bà Hường khai nhận đã mua trôi nổi số hàng hóa này trên thị trường về bán kiếm lời. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hà Thu Hường và thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm. Cũng trong ngày 1 tháng 3, lực lượng chức năng kiểm tra đối tượng vận chuyển hàng hóa tại quận Hai Bà Trưng, phát hiện 900 bộ kit test COVID-19. Chủ hàng hóa là Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 2001, không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp. Lô hàng có tổng trị giá khoảng 27 triệu đồng. Đội quản lý thị trường số 5 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 16 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định.